Chú ơi, Bạch Thiên Hương Bụi thì nhà cháu có rất nhiều cây ở đây ạ. Còn đây cháu chọn ra chú hai cây đẹp, rất đẹp luôn. Để chú cân nhắc nhá. Đây hai cây đấy ạ. Cái cây này thì cái gốc của nó to gần bằng ngón tay cái của cháu đấy ạ. Chiều cao, thoát thân này 40 phân. Cây thứ hai gốc cũng tương tự như thế. Thoát cũng được tầm 40 phân. Tổng chiều cao của cây 80 phân thoải mái chú ạ. Tán của nó tròn đẹp đây. Còn hai nữa đây, nụ của nó, nụ bây giờ là một lứa lộc mới, nụ này bắt đầu ra đây chú ạ. Đây là những cái nụ đây ạ. Đó. Tất cả các đầu lộc này là sẽ có nụ luôn chú ơi. Tán của nó đường kính tán là 1 2 chắc khoảng tầm 50 phân gì đấy chú ạ. Hai cái cây này gốc to thẳng đẹp. Chú ưng thì cháu chuyển chính xác hai cái cây này luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây Bạch Thiên Hương ạ, xin vui lòng alo nhá. 097 797 3535 ạ. Hàng này là hàng thoát thân bạn ơi. Cảm ơn bạn.